nàng đây đang tìm kiếm một dòng sản phẩm nước tẩy trang chính hãng và được tin dùng toàn cầu thì nước tẩy trang By Fact Solution chính là gợi ý tuyệt vời cho nàng đấy. Còn nàng nào ngày thường ít khi trang điểm thì cũng đừng vội thoát ra nhé, vì công dụng của dòng nước tẩy trang By Fact Solution còn tối ưu hơn nhiều. Đảm bảo sẽ rất hữu ích cho nàng đấy. Cùng khám phá ngay thôi nào. Nước tẩy trang By Fact Solution chính là một trong những dòng sản phẩm đến từ Tây Ban Nha. Chỉ trong một thập kỷ trở lại đây mà thương hiệu này đã khiến cho bao phái đẹp phải mê mẩn vì sức hút của em này. Với công nghệ làm sạch da hiệu quả micellar facial cleanser thì nàng hoàn toàn không còn phải ngại trang điểm đậm nữa, vì dù lớp trang điểm chống trôi dày thì nước tẩy trang 3S solution vẫn có thể loại bỏ được tất cả. Đặc biệt là loại được toàn bộ dầu thừa trên da và bụi bặm sau một ngày dài, giúp cho lỗ chân lông thực sự được làm sạch, thoáng, giảm hạn chế tình trạng bị mụn. Đây cũng chính là lý do vì sao các nàng bình thường không trang điểm cũng nên sở hữu một em nước tẩy trang By Fact Solution để có thể bảo vệ da được hiệu quả hơn. Nàng biết không, nếu bước làm sạch không tốt thì cho dù sử dụng kem hay toner đều sẽ bị giảm công dụng đáng kể đấy. Một điểm nữa là nếu nàng lo lắng rằng da mình nhạy cảm và sợ sót sau khi sử dụng các dòng sản phẩm như toner, nước tẩy trang thì đừng ngại thử nước tẩy trang By Fact Solution bạn nhé. Theo đánh giá khách quan từ rất nhiều người sử dụng qua thì hầu như không gây kích thích vì hãng có tiêu chí dành cho mọi loại da. Sau khi sử dụng thì những bụi bẩn thừa cũng được lấy đi trả lại cho bạn làn da sạch, thoáng, mức nhất có thể và có thể yên tâm thực hiện các bước skincare tiếp theo rồi đấy. Xin cảm ơn và chúc bạn luôn xinh tươi, hạnh phúc. Xuất xứ: Tây Ban Nha. Thương hiệu: By Fact.